Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Vừa rồi ra mắt một đống sản phẩm flagship của từng hãng và sắp tới chúng ta sẽ chào đón thêm hai sản phẩm mới nữa, đó là Redmi K80 Series và IQ Neo 10 Pro. Và trong video ngày hôm nay, cùng mình tổng hợp lại tất cả thông tin leak về hai sản phẩm này nha. Nói chung toàn sản phẩm gọi là rất đáng mong chờ anh em ạ. Ok, vào việc thôi. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee Sun Sale và đánh giá store nha. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá của đãi cực kỳ hấp dẫn. Trước khi đi vào video, các bạn muốn tham khảo một vài dòng sản phẩm của IQ và xem Redmi hiện tại mà Shopee đang có ấy, thì có thể tham khảo tại Shopee Sun Sale và đánh giá store, cũng là tại website Mobile City nha. Và nếu thấy video này hay, hữu ích nhớ cho mình một nút like, share và subscribe. Rồi, đến với dòng sản phẩm đầu tiên là IQ Neo 10 Pro. Và thông tin leak nếu mà so sánh với IQ Neo 9 Pro ấy, thì cũng có khá là nhiều điểm gọi là nổi trội anh em ạ. Đầu tiên nhá, về con chip trang bị đi, IQ Neo 9 Pro hiện tại chip trang bị là Snapdragon 8 Gen 2. Trong khi sắp tới nhá, cái thông tin dự kiến ấy, IQ Neo 10 Pro sẽ trang bị con chip là Dimensity 9400. Một con chip hiện tại mình có test thử từ về trải nghiệm chơi game đến nhiệt độ, nó quá ngon anh em ạ. Em IQ 10 Pro này theo dự kiến ấy, nó sẽ có cái phiên bản RAM tối đa là 16GB và bộ nhớ trong là 512 hoặc là 1TB các bạn ạ. Tiếp theo về màn hình thì cái sự khác biệt nó sẽ không quá nhiều đâu. Vẫn trang bị cái kích thước màn hình là 6,78 inch, độ phân giải là 1,5K. Camera thì có sự cải tiến so với IQ Neo 9 Pro, đó là cả hai ống kính đều có độ phân giải là 50MP các bạn. Cảm biến là 1:1.56 inch. Thiết kế ở trên IQ Neo 10 Pro hiện tại thực sự là chưa có nhiều thông tin rõ gì đâu. Và cái thông tin chính xác với dòng sản phẩm cận flagship như thế này, tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có một cái mặt lưng bằng kính rồi, nhưng mà cái khung nó vẫn là khung nhựa thôi các bạn ạ. Cũng chưa rõ về cái viền màn hình ở trên IQ Neo 10 Pro nó như thế nào, hay là về mặt lưng nó có cong hay là phẳng ra sao, thì hẹn các bạn cái buổi ra mắt chính thức nha. Còn về dung lượng pin ở trên IQ Neo 10 Pro theo dự kiến ấy, nó sẽ là dung lượng pin 6XX. Thực tế thì mình đoán nó sẽ rơi vào khoảng 6.500. Bởi vì các bạn thấy những dòng sản phẩm ra mắt gần đây nó đều trang bị cái dung lượng pin lớn nhờ công nghệ silicon carbon, và không ngoại trừ IQ Neo 10 Pro, dung lượng pin ở trên IQ Neo 9 Pro thế hệ trước đấy nó rơi vào khoảng hơn 5.000 thôi. IQ Neo 10 Pro vẫn sẽ trang bị cái công suất sạc là 120W. IQ Neo 10 Pro sẽ trang bị cảm biến vân tay siêu âm các bạn nha, chứ không phải là vân tay quang học giống như là IQ Neo 9 Pro đâu. Về thời gian dự kiến ra mắt thì cũng chưa có anh em ạ. Đó là toàn bộ thông tin leak ở trên IQ Neo 10 Pro. Chúng ta đến với dòng sản phẩm Xiaomi Redmi K80 Series. Đầu tiên là về dung lượng pin và công suất sạc này. Về dung lượng pin hiện tại thì nó sẽ chưa có thông tin cụ thể đâu, nhưng mà về cái công suất sạc nhá thì nó đã có rồi. Với dòng sản phẩm Redmi K80e nó sẽ trang bị cái công suất sạc là 90W, còn với Redmi K80 và K80 Pro sẽ trang bị cái công suất sạc là 120W như dòng Redmi K70 Series thôi. Dung lượng pin ở trên ba máy này nó có chút khác biệt nhá, có nơi sẽ bảo tầm khoảng 6.000 nhưng mà có nơi sẽ bảo tầm khoảng 6.500. Nói chung chúng ta vẫn phải đợi thời gian ra mắt mới biết chính xác thông tin được em ạ. Và chúng ta sẽ có một con chip khác hoàn toàn nhá. Ví dụ Redmi K80e sẽ trang bị con chip là Dimensity 8400, Redmi K80 là Snapdragon 8 Gen 3 và Redmi K80 Pro chắc chắn rồi sẽ trang bị con chip của Snap mới nhất, đó là Snapdragon 8 Elite. Trên trang leak cũng có lộ một vài thông tin về liên quan đến cái mã model này, cũng là có cái chứng chỉ CQC. Đây là cái chứng chỉ bắt buộc đối với nhiều loại sản phẩm có thể được tiếp cận hợp pháp với thị trường Trung Quốc các bạn ạ. Với thiết kế dạng như thế này thì làm mình mường tượng tới cái thiết kế của dòng sản phẩm Xiaomi CV, nó cũng kiểu như thế luôn. Nhưng tất nhiên về camera thì mình nghĩ là nó sẽ không có đẹp bằng so với dòng sản phẩm Xiaomi CV đâu. Còn về dự kiến ra mắt theo nhiều tin leak thì có chia sẻ là nó có thể ra mắt vào cuối tháng 11 năm nay, nhưng mà mình nghĩ là cái tin leak này khả năng cao là sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì các bạn thấy mới ra mắt dòng sản phẩm Xiaomi 15 series xong thì với K80 series khả năng là phải năm sau. Đó là toàn bộ thông tin leak về IQ Neo 10 Pro và Xiaomi Redmi K80 series. Thì các bạn cảm thấy như thế nào về cái dòng sản phẩm này? Và nếu là các bạn nhé, thì các bạn kỳ vọng gì và các bạn muốn trang bị cái gì ở trên cái dòng sản phẩm IQ Neo 10 Pro và Redmi K80? Đừng quên để lại comment bây giờ nha. Về mức giá tham khảo mình cũng sẽ để đường link phần mô tả luôn. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.